Thưa quý vị, hiện các địa phương trên địa bàn thành phố đang quyết liệt triển khai biện pháp ứng phó với bão số 4, nhất là công tác di dời dân đến nơi an toàn. Theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, công tác di dân sẽ phải hoàn thành trước 14 giờ chiều nay, ngày 27 tháng 9. Ghi nhận của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV trong buổi sáng nay tại quận Sơn Trà. Tại khu vực Âu Thuyền và cảng cá Thọ Quang, phường Đại Hiên Đông, quận Sơn Trà, đến nay các tàu thuyền đã neo đậu an toàn. Trong sáng nay, lực lượng bộ đội lãnh đạo phường đã đến vận động từng hộ ở trên tàu di dời đến nơi an toàn để tránh trú bão. Nhiều người dân thuộc diện neo đơn, nhà cửa không đảm bảo cũng đã liên hệ với chính quyền địa phương nhờ hỗ trợ. Hiện nay thì đối với lại phường thì có hơn gần 200 hộ dân đang di dân. Thì sơ tán tập trung tùy theo trường hợp. Trường hợp thứ nhất là ở trên địa bàn phường thì sơ tán là trước 14 giờ. Còn nếu mà trên thuyền tàu bè thế này thì chúng tôi yêu cầu là phải sơ tán trước 12 giờ. Thì những trường hợp mà coi như là không chấp hành thì chúng tôi sẽ tiến hành cưỡng chế theo quy định pháp luật. Theo thống kê, toàn thành phố Đà Nẵng di dân hơn 80.000 người, trong đó sơ tán tập trung gần 26.000 người. Riêng trên địa bàn quận Sơn Trà với nhiều phường ven biển, số lượng người dân sơ tán tập trung là gần 2.000 người tại 33 điểm. Tại các điểm tập trung chủ yếu là trường học, công sở, các địa phương đã tổ chức dọn dẹp từ chiều qua ngày 26 tháng 9 và chuẩn bị lương thực, nhu yếu phẩm cần thiết để cung cấp cho người dân suốt thời gian tránh bão. Sơ tán, tổng hợp sơ tán 126 hộ với 494 nhân khẩu trên 4 địa điểm trên địa bàn toàn phường. Và đến nay thì tất cả các điểm sơ tán thì đã được các lực lượng chuẩn bị xong, đảm bảo lương thực, thực phẩm, nước uống, thức ăn để đảm bảo cho người dân trong quá trình sơ tán ở các điểm sơ tán tập trung. Công tác sơ tán dân đến nơi an toàn sẽ được các địa phương hoàn thành trước 14 giờ chiều ngày hôm nay. Các địa phương cũng đã sẵn sàng phương tiện, lực lượng để sơ tán khi có lệnh, chuẩn bị tốt theo phương châm 4 tại chỗ ở các cấp để ứng phó với các tình huống sự cố có thể xảy ra. Tại phường An Hải Bắc, hiện có 31 hộ với 83 nhân khẩu được sơ tán đến các địa điểm tập trung và 69 hộ với 199 khẩu sơ tán đến nhà liền kề. Công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, nhu yếu phẩm phục vụ cho người dân đã hoàn tất, sẵn sàng đón người dân vào lúc 12 giờ trưa nay. Mỗi cơ sở lưu trú trong bão, chúng tôi phân công một đồng chí ủy viên ban thường vụ đảng ủy, một lãnh đạo ủy ban dân trực tiếp theo dõi phụ trách và một cán bộ mặt trận, một cán bộ ủy ban dân, hai dân phòng, dân phố, một dân quân, một cán bộ công an để đảm bảo. Đồng thời, ủy ban mặt trận cũng đã hỗ trợ khẩu trang, sát khuẩn để đảm bảo cho người dân vừa trú ẩn bão nhưng đồng thời cũng phòng chống dịch Covid. Phường An Hải Bắc cho biết các lực lượng chức năng đã và đang tiếp tục hỗ trợ vận động các hộ gia đình ở khu vực xung yếu, các hộ sống trong nhà tạm, nhà xuống cấp nhanh chóng tập kết về địa điểm sơ tán theo quy định trước 4 giờ chiều nay.